3GB RAM, như vậy là Galaxy Z được nhỉnh hơn. Cùng chạy Android 4.4.2 và có màn hình là Full HD. Vậy thì với thông số gần đồng đều như vậy, sản phẩm nào sẽ đem lại hiệu năng ngon hơn cho các bạn? Mình muốn gửi lời cảm ơn tới cửa hàng Max Mobile đã cho mình mượn hai chiếc máy này. Nếu quan tâm về giá bán của Galaxy Z hay G2 iShine, các bạn truy cập website maxmobile.vn hoặc tới cửa hàng 63A Phố Vọng để trải nghiệm nó. Đừng quên là khi mua máy ở đây thì các bạn sẽ được cài bản ROM cũ để chúng ta đảm bảo hiệu năng sẽ giống hệt như là cái video so sánh này của mình. Như thường lệ thì đầu tiên mình cũng đã tắt hai máy và chúng ta sẽ khởi động lại để đảm bảo không có ứng dụng nào chạy nền. Galaxy Z là đang chạy bản ROM VN5.0 và cái chiếc LG G2 eSign của mình đó là nó đang sử dụng bản ROM Cloudy, bản ROM mà đem lại cái nền tảng Android 4.4 cho nó và cũng được sử dụng phổ biến, không chỉ riêng dành cho eSign mà G2 đá con mèo có thứ đều đang sử dụng rất là tốt. Và máy đã khởi động lên khá là đồng đều. Nhìn chung là hai cái sản phẩm này mình cảm giác là sẽ có một sự cân bằng không hề nhẹ. Và cả hai máy không hề có ứng dụng nào đa nhiệm. Và chúng ta sẽ bắt đầu. Cả Galaxy Z và LG G2 eSign đều đang có những khởi đầu khá là đồng đều. Tuy nhiên G2 eSign đã up lên một chút nhờ cái trình duyệt. Nó đang đi sang cái ứng dụng từ điển rồi. Và đã đến game, Galaxy Z liệu có đuổi kịp được hay không? Tựa game Temporal 2 đang chạy trên hai máy. Chọc. Vâng, eSign đã vào trước và bây giờ nó đi đến tựa game Advan 8 của chúng ta. Để xem là Galaxy Z sẽ như thế nào nào. Hai máy đều có cùng vi xử lý Snapdragon 800 và cái vòng đầu tiên là đo cái tốc độ của vi xử lý. Nên chúng ta để xem là với hai bản ROM cũ và cũng với cùng một vi xử lý thì cái nào sẽ ngon hơn. Vâng, eSign đang nhỉnh hơn một chút, nó sang cái tựa game tiếp theo rồi. Vâng, Galaxy Z đã đuổi kịp ngay phía sau và có vẻ như là Galaxy Z sẽ theo kịp với chiếc eSign. Và chính xác như mình dự đoán là eSign và cái chiếc Galaxy Z đã có cán đích vòng đầu tiên bằng nhau. Vòng thứ hai sẽ so khả năng đa nhiệm của hai sản phẩm này. Hai máy đang thể hiện tốc độ khá là đồng đều, tuy nhiên eSign đã bị tụt lại một chút. Bây giờ thì với chiếc Galaxy Z đến tựa game Temple Run 2 ở đậu má, nó sang Advan 8 rồi. eSign đang sang Advan 8. Vâng, cả hai máy đều bị một hiện tượng đó là phải lót lại game Advan 8, trong khi đấy với Temple Run 2 thì không phải lót lại. Và chúng ta sẽ xem là cái thằng nào nó sẽ cạp đất lại cái phần 2 nó nhanh hơn nào. eSign cố lên, Galaxy Z đừng thua, eSign cố lên, Galaxy Z đừng thua, cố lên, cố quá được quá cố. Vâng. Chúng ta nín thở bóp cò. Vâng, như vậy là Galaxy Z đã vào sau với eSign chỉ một chút trong tích tắc mà thôi. Để xem tựa game cuối cùng nào. Vâng, eSign không phải lót lại đa nhiệm của nó, quản lý RAM cái trò này tốt hơn. Và cả hai máy đã kén đích với thời gian rất là xích sao nhau, chỉ chênh lệch có đúng một giây duy nhất. Các bạn sẽ thấy là Galaxy Z và eSign có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Một con 9 với một con 1, một con 9 với một con 10. Hai bên đều đem lại hiệu năng đồng đều, tốc độ và quản lý RAM không chênh nhau quá nhiều. Vì thế có thể kết luận là hai máy này đã đi đến kết quả hòa. Và bất cứ ai đang xoắn quẩy về hiệu năng giữa hai máy có thể yên tâm là Galaxy Z hay là eSign đều đem lại hiệu năng đồng đều. Tuy nhiên thì trên lý thuyết thì eSign vẫn xứng đáng là người chiến thắng vì nó chỉ có 2GB RAM, nhưng đa nhiệm cũng tương đương với 3GB RAM của Galaxy Z. Như vậy là qua cái video này đảm bảo là các bạn đã đưa ra một sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu của chúng ta. Cả hai máy đều đáp ứng tốt khả năng chơi game và ứng dụng, không có gì phải xoắn quẩy giữa hai chiếc smartphone này. Vậy thì những yếu tố còn lại như màn hình, phần mềm hay camera sẽ là cái các bạn sẽ quan tâm nhất đưa ra cái quyết định cuối cùng lựa chọn eSign hay là Galaxy Z. Mọi người hãy comment ở bên dưới cái ý kiến của các bạn xem đánh giá sản phẩm nào cao hơn. Còn video ngày hôm sau mình sẽ thực hiện một bài so sánh chi tiết. Cảm ơn cửa hàng Max Mobile đã cho mình mượn hai chiếc máy này. Các bạn quan tâm về giá bán hãy truy cập website maxmobile.vn và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.